Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn xem video trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, và tôi là Xuân Hùng sẽ đồng hành cùng quý vị. Thưa quý vị và các bạn, Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ thông tin tới quý vị và các bạn một số chính sách mới liên quan trực tiếp tới đời sống nhân dân. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8, quy định điều kiện để dự án đất nền được chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Điều 31. Theo đó, dự án phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy định, đảm bảo cung cấp các dịch vụ điện nước, thoát nước, thu gom rác thải, dự án có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không có tranh chấp, hoặc nếu có thì đã được giải quyết bằng bản án quy định phán quyết quyền sử dụng đất không bị kê biên, không thuộc trường hợp luật cấm giao dịch, đang trong thời gian bị đình chỉ hoặc tạm đình chỉ. Giao dịch dự án không thuộc 105 thành phố, thị xã bị cấm phân lô bán nền hay trường hợp đất đấu giá quyền sử dụng để đầu tư dự án nhà ở mới được mua bán đất nền trước khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người tự xây nhà ở. Chủ đầu tư phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý về việc đủ điều kiện được chuyển nhượng dự án đủ đã được công khai thông tin về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác nhận đủ điều kiện để được chuyển nhượng của cơ quan quản lý, xác nhận hoàn thành đầu tư công trình hạ tầng quy hoạch, xác nhận chủ đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai. Luật Đất đai quy định đất được nhà nước giao cho thuê cho phép chuyển mục đích sử dụng, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng 12 tháng liên tục kể từ khi nhận bàn giao trên thực địa hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án sẽ bị thu hồi. Trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng, chủ đầu tư được gia hạn sử dụng không quá 24 tháng và phải nộp bổ sung cho nhà nước khoản tiền tương ứng. Hết thời gian gia hạn, chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì nhà nước thu hồi mà không bồi thường. Điều 195 Luật Đất đai năm 2024 quy định đất ở tại nông thôn là đất để làm nhà ở và mục đích khác phục vụ cho đời sống trong cùng một thửa đất khu vực nông thôn. Căn cứ vào quỹ đất và tình hình thực tế của địa phương, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định hạn mức giao thức ở cá nhân tại nông thôn, đất ở tại nông thôn phải bố trí đường bộ với đất sử dụng cho mục đích xây dựng công trình công cộng, công trình sự nghiệp, đảm bảo thuận tiện cho sản xuất, đời sống của nhân dân, vệ sinh môi trường. Và theo hướng hiện đại hóa nông thôn, nhà nước có chính sách tạo điều kiện cho những người sống ở nông thôn có chỗ ở trên cơ sở tận dụng đất trong những khu dân cư sẵn có, hạn chế việc mở rộng khu dân cư trên đất nông nghiệp. Từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, theo quy định tại khoản 1 điều 160 Luật Đất đai năm 2024 quy định, 6 trường hợp sẽ được áp dụng giá đất cụ thể. 1. Tính tiền sử dụng đất đối với tổ chức khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện dự án có sử dụng đất, có thu tiền sử dụng đất cho nhà đầu tư trúng thầu hoặc tổ chức kinh tế do nhà đầu tư trúng thầu thành lập, thực hiện dự án có sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất cho phép chuyển mục đích sử dụng đất mà phải nộp tiền sử dụng đất. 2. Tính tiền thuê đất khi nhà nước cho thuê đất, thu tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê. 3. Tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo quy định về cổ phần hóa. 4. Xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất cho thuê đất. 5. Tính tiền sử dụng và tiền thuê đất khi gia hạn sử dụng đất tiêu chỉnh, thời hạn sử dụng đất quy hoạch xây dựng hoặc cho phép chuyển hình thức sử dụng đất. 6. Tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất. Theo đó, khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực, việc áp dụng giá đất cụ thể sẽ được áp dụng khi tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá trị quyền sử dụng đất, xác định giá quyền sử dụng đất và tính tiền bồi thường đất. Có cần làm lại sổ đỏ khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực? Theo Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 thì sổ đỏ, sổ hồng sẽ có tên gọi là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Căn cứ Điều 256 Luật Đất đai 2024 về giải quyết hồ sơ đăng ký đất đai thì những loại giấy tờ được cấp trước tháng 8 năm 2024 vẫn có giá trị pháp lý và không phải cấp đổi sang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Trường hợp người đã được cấp giấy chứng nhận, trừ trường hợp có nhu cầu gộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công ty xây dựng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Như vậy, sổ đỏ cấp trước ngày 1 tháng 8 năm 2024 vẫn có giá trị pháp lý và không bắt buộc phải đổi lại. Trường hợp 1, đất chưa có sổ đỏ, sổ hồng. Trường hợp 2, đất đang có tranh chấp chưa được giải quyết bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bản án quyết định của tòa án, quyết định phán quyết của trọng tài chưa có hiệu lực. Trường hợp 3, quyền sử dụng đất đang bị kê biên hoặc áp dụng biện pháp khác để đảm bảo thi hành án dân sự. Trường hợp 4, đất đã hết thời hạn sử dụng. Trường hợp 5, quyền sử dụng đất bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Trường hợp 6, tổ chức kinh tế mua đất, rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của cá nhân. Trường hợp 7, cá nhân không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng mua đất ở và đất khác trong khu vực rừng phòng hộ, phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng. Trường hợp 8, tổ chức cá nhân, cộng đồng dân cư, tổ chức tôn giáo trực thuộc, người gốc Việt Nam, định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài mà pháp luật không cho phép mua đất. Luật đất đai năm 2024 cũng quy định người dân được đền bù đất nông nghiệp cũng sẽ được hưởng thêm một số khoản chi phí như chi phí hỗ trợ di dời vật nuôi, chi phí hỗ trợ tháo dỡ, di dời tài sản gắn liền với đất. Bên cạnh đó, theo luật đất đai năm 2024, người dân cũng sẽ được hưởng thêm rất nhiều quyền lợi về bồi thường, đền bù tái định cư khi bị thu hồi đất. Cụ thể, căn cứ theo khoản 6 điều 111 luật đất đai năm 2024, người dân bị thu hồi đất nông nghiệp mà đủ điều kiện được bồi thường mà có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở thì sẽ được bồi thường bằng đất hoặc nhà ở tái định cư. Theo khoản 5 điều 91 luật đất đai năm 2024, người dân cũng hưởng thêm quyền lợi mới nữa, đó là người dân được bố trí tái định cư xong mới được ra quyết định thu hồi đất. Cùng với đó, theo khoản 4 điều 111 luật đất đai năm 2024, nếu hộ gia đình có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng sống trên một thửa đất bị thu hồi mà đủ điều kiện để tách thành từng hộ riêng hoặc có nhiều hộ gia đình chung quyền sử dụng một thửa đất bị thu hồi mà diện tích đất được bồi thường không đủ để giao riêng cho từng hộ gia đình thì sẽ được xem xét hỗ trợ giao đất ở, có thu tiền sử dụng đất, bán cho thuê hoặc cho thuê mua nhà ở đối với các hộ gia đình còn thiếu.